nhà tôi. Chị ơi, em mà làm sai gì thì chị bảo em. Thế chị mà đuổi em, cả gia đình em là nương nhờ với em với chị ạ. Tôi không cần biết. Cô đi ngay ra khỏi nhà tôi. Đi. Ê, có gì em bình tĩnh từ từ nói. Sao em lại động tay động chân như vậy? Chuyện lúc sáng là sao vậy em? Vợ anh thì anh không bênh, anh lại đi bênh người ngoài rồi lớn tiếng với em. Anh có ý gì với nó? Ý gì là sao? Em đừng có nói bậy bạ. Em không có nói bậy bạ. Rõ ràng là em đuổi nó mà anh không cho. Anh sai rành rành ra đấy còn gì nữa. Em vô lý vừa vừa thôi. An là người mẹ gửi vô đây, đâu phải muốn đuổi là đuổi được. Em bớt nói chuyện tào lao đi. Từ khi nào mà em có cái thói quen bậy bạ gì hả? An, chị Mai đi công tác mấy ngày, em chú ý nấu cơm vừa đủ ăn thôi nha. Dạ, hồi sáng em có thấy chị Mai đi ra ngoài mà. À, tối hôm qua anh với chị Mai gây lộn à? À, không có gì đâu, nhớ lời anh dặn đó. Anh Thiện, ngay từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi. Chị Mai chỉ mải mê công việc mà bỏ bê anh, lại còn hay kiếm chuyện gây sự vô lý với anh nữa. Chỉ có em là quan tâm với anh thôi. Thì ra đây là lý do mà Mai hay nổi nóng với em à? Thì em cũng nói điều đó cho chị Mai biết, nó là sự thật mà. Vậy mà chị ta sửng cổ lên đòi đuổi em. Anh Thiện, anh đừng quan tâm đến chị Mai nữa. Chị Mai, không có đâu. Sao mà An nó có ý với anh được? Anh luôn tin em sao? Anh luôn tin em mà. Nhưng mà An nó làm cho mình cũng đâu có ít. Thư thư mà nói vậy á, lỡ sai thì kỳ lắm. Được rồi, vậy anh còn muốn thử không? Anh Thiện, anh... Tôi đã để ý từ lúc cô vào đây có những cử chỉ khác lạ với chồng tôi. Nhưng tôi thương tình, do hoàn cảnh của cô và do mẹ tôi giới thiệu nên đối xử với cô như người nhà. Vậy mà... Vợ tôi nói nhưng mà tôi không tin. Ai ngờ. An à, yêu một người không sai, nhưng cố tình chen vào cuộc sống hôn nhân của người khác là rất sai. Tôi sẽ nói với mẹ tôi chuyện này sau. Còn bây giờ cô ra khỏi nhà tôi đi. Tiền lương của cô tôi sẽ chuyển đủ, không thiếu một đồng nào hết. Cô yên tâm. Hình như lúc nãy có người nói không tin em. Thế mà tối qua thì nói anh luôn tin em mà. Đi vào đây quỳ gối. Không biết An đã đi đón bé Xuyên chưa anh nhỉ? Ủa? Dép An ở đây nè. Hay là nó quên? An, bé Xuyên ở trên lầu à em? Ôi trời, chết rồi. Để em đi đón bé Xuyên cho chị. Cái gì? Em để quên bé Xuyên ở ngoài trường một tiếng đồng hồ rồi á. Anh ơi, đi đón con nhanh lên. Anh đi liền. Ông bà chủ về rồi ạ. Em có biết là bé Xuyên đang ngủ ngoài phòng khách không? Em xin lỗi, để em ra.
Thôi, em không cần xin lỗi. Từ ngày mai em không phải đi làm nữa đâu. Chị ơi, chị đừng đuổi việc em. Bây giờ cả gia đình em là nương nhờ vào em đấy ạ. Chị nói là chị sẽ làm. Em đi ra ngoài đi. Em ra rồi sao? Của em đây. Nhưng mà bây giờ mà con không đi làm thì con không kiếm được tiền để về trả tiền viện phí cho mẹ. Ba giúp con chăm sóc mẹ. Giờ có tiền con về với mẹ sau nha bác. Đội ơn ông bà chủ nhiều lắm. Tính của An trước giờ ấy, gặp khó khăn nó cũng chẳng chịu nhờ vả gì em đâu. Em phải làm thế để nó về chăm mẹ, chứ không nó không chịu nghỉ đâu anh ạ. Anh hiểu mà. Giờ anh đó giờ làm gì cũng có lý do chính đáng cả. Thỉnh thoảng em vẫn sẽ liên lạc để xem mẹ An như thế nào rồi. Nếu mẹ An khỏe rồi thì em sẽ bảo An lên làm bạn. Còn bây giờ vợ chồng mình thay nhau đón con nhé.